Chào mừng toàn thể quý khán giả đến với Trình Tường TV. Gia đình Trình Tường cũng như là đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng cao này thì cứ mỗi dịp đến tháng 9 âm lịch hàng năm thì lại đi lên rừng. Đây là rừng thảo quả, rừng già nguyên sinh để sới thảo quả. Chắc hẳn tất cả chúng ta đều đã biết đến bài văn Mùa Thảo Quả của nhà văn Ma Văn Kháng đúng không ạ? Đây ạ, chính là gia đình Trình Tường đang đi sới thảo quả đây. Cái lò này đã sới được 3 ngày 2 đêm rồi. Nó sẽ ngả sang màu này. Lúc đầu thì mới hái về thảo quả nó sẽ có màu đỏ chót thế này nhé. Năm nay thảo quả thì khá là sai, được mùa hơn so với năm ngoái, có khi là gấp rưỡi đấy. Thế này còn cái lò này thì nhiều quá, thế là không hết, còn để lại. Bình thường thì nhà gia đình Trình Tường sẽ là sấy khoảng là 5 ngày 4 đêm thì mới có khô được. Nên lò này sẽ là ngày kia sẽ là khô và điệu về. Và gốc thảo quả nó như này đấy ạ. Đấy. Đây. Thảo quả đây này. Đấy, thân thảo quả. Thân thảo nhé. Cho nên người ta gọi là thảo quả như thế. Nó sẽ mọc ở dưới gốc này. Từng chùm dưới gốc. Có quý khán giả nào là lầm tưởng rằng là thảo quả nó như là một cái thân cây to không ạ? Comment cho Trình Tường biết nhé. Và công việc vất vả nhất đây của thầy sới thảo quả chính là đi kiếm củi để những cái thanh củi này để mà sới quả. Bố Trình Tường đang bên kia đang đốn củi, bây giờ Trình Tường cũng sang bên đấy để cùng bố vác củi. Vất vả lắm. Năm nay thì được mùa nhưng mà mất giá. Những năm trước thì thảo quả được đồng bào trên này ví như là vàng đen, một trong những loại vàng đen ở trên rừng nhé. Thì có khá nhiều loại vàng đen, thì lát nữa Trình Tường sẽ dẫn quý khán giả khám phá một loại vàng đen ở trên này mà tất cả chúng ta ai cũng biết. Đây là bố của Trình Tường thì sẽ lấy chặt cây này để mình làm bổ củi sấy thảo quả. Những cái cây này nhé thì nguyên tắc là chỉ được chặt những cây mà nó tự đổ đi, cây đã chết rồi đổ đi ấy, thì mình mới làm lấy củi. Còn tuyệt đối với những cây này này, cây còn như này, cây của thội này thì không được đốn hạ nhé, bởi vì là rừng để bảo vệ mà. Từ nhà rồi đi lên đây thì cực kỳ là vất vả. Bình thường thì người sẽ đi bộ mất 3 tiếng, như Trình Tường thì ít lên ấy, sức khỏe yếu thì mình sẽ đi. Trình Tường đi mất là 4 tiếng. Ở trên này thì thảo quả bà con dùng để là làm gia vị này, nồi lẩu này, thang cố này, hoặc là mấy thuốc dân gian ở trên này cứ như kiểu là ai mà đau bụng ấy thì hay là nhai thảo quả xong là để xoa vào sẽ hết đau bụng. Còn như cốc thảo quả hoặc thảo quả non thì mình sẽ là để làm thức ăn nấu ra. Đây, cây này là chết lâu lắm rồi, trong mục rỗng này. Sau khi cắt khúc ra này thì mình, gia đình Trình Tường bố sẽ là lấy những cái chêm này này mình để bổ ra, chêm ra nhỏ ra bởi vì cái to này quá mình cũng không vác được. Tại sao lại gọi là vàng đen? Bởi vì là trước đây mà khi mà thảo quả còn giá ấy, có khi một cân được 400-500 nghìn cơ, thì có những nhà thì có thể có một tấn, phân tấn, hoặc là thậm chí có những nhà khoảng 2 tấn ấy. Thì cái số tiền đối với bà con trên này không hề là nhỏ. Bởi vì là bà con trên này chủ yếu dựa vào những cái nông nghiệp này, trồng sắn này, ngô, lúa, thì để mà những cái làm được cái
bán được cái số tiền khoảng là vài trăm triệu hoặc là đấy thì là một con số rất là lớn rồi. Cho nên thảo quả chính là nguồn lợi rất là lớn. Còn những năm trở lại đây thì vừa mất mùa vừa mất giá, cho nên là cũng không còn mặn mà nữa, bởi vì là để làm được thảo quả này ấy, thì cực kỳ là vất vả. Mình phải thuê người phát này, đầu tiên phát làm cỏ nhá, hái này, xong là lúc điệu về ấy, thì như năm những năm gần đây thì cứ từ trên nương này điệu đến khu vực mà dưới kia có thể là xe máy chở được ấy, thì là mỗi một cân là mất 10.000 chi phí vận chuyển rồi, chưa tính là về nhân công của gia đình mình nhiều cái khác như nữa, cho nên trừ đầu trừ cuối còn bao nhiêu nữa. Bố chính thường bảo là sấy nốt năm nay thôi thì những năm sau thôi bỏ thôi, chứ không có sức nữa để làm. Những mũi chêm này phải bằng sắt. Trước đây khi mà chưa có những cái máy cắt như này ấy, máy cắt gỗ này ấy, toàn bộ thì sẽ là bằng chập cũng như bổ bằng rìu hết. Thảo quả trên này thì được bà con trên này trồng hàng trăm năm nay rồi, từ đây này sang đây khác. Chính vì thế cho nên là nhiều cây nó sẽ bị là thoái hóa, lâu quá nó không cho ra quả. Cái trên này mát mẻ lắm, mùi cực kỳ thơm thảo quả, mùi thơm của thảo quả. Ai chưa biết thì có thể là tìm lại cái đọc cái bài mùi thảo quả của nhà văn Ma Văn Kháng, chứ còn bây vốn từ vực hạt hẹp với trình tường thì không thể diễn tả hết được. Thảo quả này thơm lắm, thơm dịu nhẹ. Như ở trên này ấy, thì mẹ trình tường hoặc là một số chị em phụ nữ này hay lấy cái lá của thảo quả này này mang về đun nước tắm cực kỳ là thơm. Còn có những nhà nhưng mà có những cái bao thảo quả mà để trong nhà ấy cực kỳ thơm, mà mình ngửi phát là đến nhà nào mà có thảo quả là biết ngay, như có cảm giác là có thảo quả trong nhà là không biết ốm luôn. Nó bởi vì là thảo quả này thuộc thảo dược mà. Ơi bây giờ bỏ xong rồi. Đấy, một con này. Công cuộc là vác chỗ này về bên lò.
sấy. Chưa khá đồ ấy rồi, chắc là sau này về phải nấu trưa ăn xong đấy có sức được làm mấy việc nặng này. Sáng trình thường có hái được mấy ít măng nứa rừng ở trên này cực kỳ là ngon, nhưng mà măng sẽ để buổi chiều nhá, tối. Còn bây giờ sẽ là làm một món nữa, món gọi là đặc trưng nhất, cực kỳ là ngon ở trên này. Còn đây là cái gọi là lán tạm bợ ở trên này. Nhà trình thường thì có hai nương, có một nương có lán thì lập tôn cuôi xung quanh, nhưng mà lán đấy được ít quả, đã xong vẫn đi về rồi. Rồi lên lán trên này. Đây, bây giờ hôm nay là làm cái đây, món này này. Món này mà Trình Tường mang từ nhà lên. Đấy, gà. Đấy, gà đã nướng qua rồi. Ăn hết luôn một nửa rồi. Hôm nay sẽ là gà nấu với lại thảo quả. Gốc thảo quả nha. Ăn một món này thì quên lối về luôn. Bố Trình Tường đang mày dao để chuẩn bị chuyển món này. Đây là cái hồ trữ nước để phòng hỏa hoạn nó kiểu này. Giờ là đi tìm gốc thảo quả ra. Chắc phải 2-3 gà gốc. Tí mình chỉ lấy cho phần lõi ở trong thôi. Thảo quả này, mầm thảo quả này cũng ngon lắm. Hoặc là cái gốc này này mình có thể chấm muối ớt ăn ngay cũng được. Hơi bị tốn thảo quả đây này. À, mình chỉ chặt những cái gốc mà nó thoái hóa rồi nhé. Hầu như là những gốc này thì nó không có, không ra quả nữa. Rồi chuối. Mà 4 gốc kìa. Cái này mà có quả ra bao nhiêu đấy? 4-5 gốc. Mỗi năm thì gia đình thường sẽ là dành khoảng một tuần đến 10 ngày vào tháng 9 âm lịch hàng năm ấy, tức là đến tháng 9 thì thảo quả mới già, lúc đấy mình thu hoạch mới đặt chất lượng để lên để sấy quả. Mình sẽ gọt cái lớp ngoài đi, chỉ lấy phần lõi trong này. Đấy, lõi trong nó màu hơi hồng này. Chưa chi nó nhìn như này thấy ngon kích thích rồi.
Lên rừng này, này những bạn mà mắc chứng là sạch sẽ quá thì không thể ở được nhé. Bởi vì trên này là nước nó rất là hiếm. Mỗi lần chỉ thường để đi điệu nước một chuyến nước ấy thì mất 1 tiếng. Xuống 30 phút lên 30 phút. Gốc này thật to này. Thơm đấy. Màu ấy hồng này. Nấu mất nửa thôi. Gần đây rồi dành phân nữa. Trên này có thì là nấu một bữa cơm xong ăn cả ngày. Lên rừng thì phải có một con sóc mèo này để đi. Xin thưa, còn nhớ năm 2019 ấy, hôm đấy bố thì thường đi cũng làm món này, nhưng mà làm mà cứ con chặt con sau quắm khó ấy là khó. Năm nay tiến bộ hơn rồi. Nếu các bạn có dịp mà lên vùng cao hoặc là đi chợ phiên ấy mà thấy bà con người ta bán những cái gốc thảo quả này thì thử nhé. Với lại gà thì lưu ý là gà mình nên nướng qua này thì nó sẽ ngọt hơn. Với lại là gà bản nhé. Còn hoặc là thấy bà con người ta bán thảo quả non ấy thì mình cũng mua về xào thịt bò thì hết ý rồi. Còn mâm thảo quả thì mình sẽ là nấu với lại là thịt hun khói nhé. Nó sẽ là mỗi cái sẽ đi với nó thì nó sẽ có những cái mùi nó đặc trưng riêng, nó chuẩn vị. Này, thảo quả mình sẽ đập lên dọc bên này này. Những cái này bây giờ mình ăn sống thì cực kỳ ngon, mình cho muối ớt đây. Ngon lắm. Thơm thật. Đây là thực ra là đây gọi là món chính là gốc thảo quả thôi, thịt gà chỉ là để làm màu thôi. Nhưng nếu mà có con gà rừng ấy thì thôi rồi, gà rừng hoặc gà tre thì tuyệt vời luôn, nó sẽ ngọt hơn nhiều nữa. Đây là mỡ này, mỡ lợn. Muối này.
Và đừng quên là để cho nước vào nha, nước nhiều tí. Nước này mà chan cơm thì thôi rồi, các bạn 5-6 bát hết lúc nào không biết. Bố chỉ tưởng cho thêm chút bột ngọt để cho đậm đà. Đấy, thế là xong đấy. Sôi chắc khoảng 10 phút là được. Rồi, ăn cơm thôi. Đói lắm rồi. Mấy bạn ăn cơm với hai bố con Sĩ Tường nha. Đây, mình thử cái này được. Chấp tiền. Thơm thế. Mùi có mùi thịt gà với ấy. Chưa ăn nữa, mùi nó cực thơm à. Tuyệt vời em. Chan thêm nước là thì hết đi. Đây là quả sau khi mà đã sấy thì cực kỳ là chất lượng rồi, nặng đây nữa. Các bạn có thấy này, quả nó sẽ màu vàng đẹp thế này nhé. Còn khi mình sử dụng ấy thì mình có thể là đây là lớp vỏ ngoài, mình phải tách vỏ ra lấy hạt. Đây này, bạn xem này, bộ trình thường tách này, tức là mình bóp bằng cái nhé, nó đã khô răng rắc này. Đấy, đây này, nặng. Và khi mà thảo quả già ấy, thì sẽ là nó sẽ nặng như này. Nhưng mà mình sấy thảo quả non thì nó sẽ bùm bộp thôi, không được nặng như này. Nó sẽ tèo tóp lại. Chỗ này chắc được sấy 6-7 bao ấy bố nha. Chỗ này chắc được 6-7 bao đấy. 6-7 bao. Năm ngoái chỗ này được 5 bao bố nhỉ, nương như này. Năm ngoái được 5 bao, năm nay hơn tí. Để toàn bộ cho em khối hết. Giờ hai bộ con này tách từng chùm này ra. Đấy, giờ tách thì cũng dễ rồi. Bóp chứ tách không phải mà bóp. Cái bóp thì nó sẽ tự dụng hết rồi. Dụng ra khỏi cuống. Từng chùm đó. Mặc dù là vỏ là đẹp nhưng mà nếu mà các bạn có sử dụng ấy thì là có sử dụng cả vỏ nhé. Thì bạn có thể ngâm qua nước nóng này. Mình rửa qua ấy, rửa nhanh thôi thì nên nó sẽ đi hết cái lớp rồi, bởi vì nó sẽ có mình đây, mình sấy khô mà sấy bằng củi chắc chắn nó sẽ ám cái mùi khói trên này. Mình rửa qua thì nó sẽ đỡ đi, hết thì không hết được đâu, vẫn đặc trưng lắm, bởi vì nó sẽ ngấm vào trong này, sấy bằng đấy lâu mà. Ở trong lò này bây giờ vẫn còn nóng lắm, cứ bốc lên hơn này. Đây sau một hồi tách đi xong rồi. Nó giòn đến mức độ này, bố chỉ cần bóp một cái là nó rụng hết ra khỏi cuống rồi. Đây. Đây.
cái quả này nó va vào nhau, nghe tiếng kêu bố tách một quả này, có xem nào. Rồi đây này. bố hơi hẳn ra một nửa ra xem. Đây này, hạt trong nó xem này này, cay không bố? Này đây thảo quả này. Cay quá. Đây là các nước châu Âu, châu Mỹ thì họ rất là chuộng cái thảo quả này để làm gia vị. Thảo quả Việt Nam của mình ấy thì sử dụng trong nước để làm gia vị ít lắm, chủ yếu là xuất khẩu ra nước ngoài thôi. Cho nên là trên này thường là bà con là bán đổ hết, chứ không khi mà kiểu là bán lẻ. Đấy, bây giờ đã đong được hai bao rồi, hai bao cực kỳ nén, cực kỳ chậm. Cái này chắc khoảng gần 50 cân. Nhưng mà quả bởi vì nó khô quá cho nên nó nhẹ. Chứ còn nếu mà nặng thì này, quả nó đỡ thì sẽ là nặng hơn. Trên 50 cân bao khâu này này. Chỗ này được hai bao rồi. Đằng kia còn lại chắc khoảng 5 bao rồi đấy. Chuyến đầu tiên nào. Được chạ. Chuyến đầu tiên là uống cái tàn liệp bia. Chứ tài cá. Chiếm tất cả mà. Vẫn là rưỡi nhé. Chị còn không đứng dậy được. Nặng quá, về không có đà cơ. Đấy. Bao thứ hai. Độc đâu pia. Giờ là công tác để dọn dẹp lại cái lò, cất cẩn thận những cái tấm lưới này cũng như là ván này để sắp năm mình đến thì còn có thể sử dụng được. Đây được một bao đầy đi này, có hai anh chị đang lên đề điệu rồi, còn bộ con trình tường này sẽ mang máy cũng như là đồ dùng cá nhân cũng khá là nhiều. Hành trình đi về đây. Tắm biển rừng nhá. Sang năm gặp lại. Bội thu gấp đôi.
Vậy là sau hơn một tuần chính thường đã có mặt ở nhà rồi. Đấy. Xe chỉ được một xe này thôi. Lấy hộ anh hai bao ở trên cùng đây. Đây hạt dổi của Phương Mai nhá, giao hết cho Phương Mai kìa. Đó xem nào. Đấy 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 bao hai bao trên đấy. Đây. Ôi thơm thế. Đấy mở ra xem nào. Xem Phương Mai lên lần đầu tiên thấy ấy. Hạt dổi tươi lên trực tiếp đây này. Mình chỉ thấy cái loại hạt dổi khô mà nó đen xì thôi, khô hết rồi ấy. Còn chưa biết quả tươi như này bao giờ. Ui. Nhìn nó như này á. Đúng rồi. Ui. Đây. Ui, quá to như này luôn á. Như nó hạt lạc mà. À. Bởi vì cây này là cây non thì nó sẽ có chùm nó dài, còn cây già thì nó chỉ có vài quả thôi. Anh thấy nó như nào, phơi khô đi à hay làm như nào? Mình sẽ ấy ha. Hay phải bóc. Để nó tách ra. Đây. Ui. Đây đây. Nó nhiều hạt như này á? Đúng rồi, nó có nhiều nhất khoảng 5 6 hạt. À ồ, hạt nó như này à? Đây. Con tưởng là mỗi quả một hạt vậy ạ. Quả bé thì một hạt. À, quả bé thì một hạt. À đây là số hạt. Ui. Thơm thật đấy. Nó phải trong. Đây nó như này à? Đây. Thấy này. Hạt to. Lần đầu tiên con thấy đấy bố ạ. Chỉ thấy nó ở trong gói sẵn khô rồi thôi. Ui. Đấy. Thơm thế. Thích thật đấy. Đi một tuần mỏi hết cả người. Ôi, 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 ôi. Đây. Tách ra này. Đây nếu tôi tách rồi bây giờ xong những cái nào xong mình tách luôn thôi. À. Đây. Thế là tí nữa mình ngồi mình tách bố nhỉ. Đi lâu lắm, nó tự nó tách rồi. À thế à? Tự nó tách được à bố? Đây. Dần nó tách. Cứ để xong đây giữa đây. Là nó sẽ quả to. Màu đẹp, to. Màu đẹp nhờ. Đó chót luôn này. Đây. À, hóa ra là như thế này. Đây. Đây thảo quả đây đi. Nhân mấy hôm năm nay được mấy bao nhỉ? 12 bao à? 12 bao. Đây. Thùng sau. Cứ được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Ui dồi ôi. Còn đấy á, còn xăng cả đây. Có chứ. Ta ngồi thì, ở ô tô là phải. Đây là bắt được con gì ở trên rừng mang về. Đấy. Đây cái điệu này là bố chỉnh tường điệu về từ trên đây. Nặng lắm anh nhỉ, cũng nặng. Nhiều đồ. Con dao kìa, xăm mèo kìa. Cái gì đây? Đấy là đây. À, nấm à? Đây nấm mộc cầu. Nấm mộc cầu à? Đây. Toàn đồ rừng nhỉ? Đây. Úi dồi. Ôi nhưng mà nó cũng kiểu như kiểu bị khô khô teo teo đi. Thì hôm qua lấy rồi. Đây là quà của Phương Mai nhá. Chúc mừng 20 tháng 10 nhá. Này. Đấy. Ui. Tươi thật đấy. Đấy. Hôm qua đỏ chót, hôm nay nó hơi ấy, hơi ấy rồi. Ừ, cái này nó đen đen rồi nhỉ. Ừ, phải đi nhưng mà bình qua. Thường cái nấm này kiểu để em để được lâu dài thì cũng phải khô phơi đi mà nó đen. Đúng rồi. Là nó quắt hết mà. Phải là thái ra, lát ra xong là mang đi phơi. Không thái dọc thân thôi. Ừ. Không thì nếu mà ngâm tươi được lúc nó phải đỏ ngâm chót. Ngâm tươi luôn. Ừ, ngâm tươi ngâm rượu ấy. Cái này gọi là thần dược của nam giới. Cho nam giới là số 1 luôn ấy. Hơn tất cả. Tăng cường sinh lực của nam giới. Hơn tất cả những loại dược liệu khác. Còn cho phụ nữ thì có tác dụng làm đẹp, đẹp da. Rồi ngâm rượu uống. Cái này chắc ít thế này chỉ để mình ngâm thôi nhỉ. Thực ra là chỉ nên những dùng những tự đồ tự nhiên thôi, chứ còn trên thị trường thì rất là nhiều những sản phẩm tăng cường sinh lực nhưng mà nó thực sự là nó nhiều tác dụng phụ. Thì được xin kết thúc video tại đây ạ. Bây giờ là đi về để ăn cơm đã, đói quá rồi. Có vị khán giả nào mà có nhu cầu sản phẩm gì gọi ngay cho Trình Thường nhé. Còn nhất là về thảo quả ấy, thì Trình Thường rất là mong nhận được những cái sự góp ý cũng như ý kiến của quý khán giả để tìm đầu ra cho thảo quả hoặc là hợp tác với lại các đơn vị các cá nhân ấy. Bởi vì là cứ kiểu là mình phụ thuộc với bên đầu mối của Trung Quốc thì được mua thì mất giá. Cho nên là làm thì bên này cả thương lái kiểu họ lợi dụng ấy, cái tình hình bảo là cứ dịch ấy. Ép giá. Ép giá người dân mà trong khi thì vất vả quá. Phương Mai vẫn đang mân mê. Cái này là như kiểu nấm cái ấy. Còn cứ cái loại đực kia thì nó sẽ to hơn. Nấm bài bé này là nấm ngọc cẩu cái. Tức là cái giữa cái và đực chỉ là phân biệt với kích thước nó chứ không phải là cái chỉ dành cho chị em mà là đực dành cho là anh em đâu. Thôi, nhưng mà cái này là có cái đây là cái nó nhỏ này mà. Đúng rồi. Cái đực kia thì nó sẽ to và dài. Đực nó to. Chuẩn bị đến mùa rồi đấy. Ừ.
tương.